Xin chào tất cả các em nha. Nghe rõ không nhỉ? Comment vào đây để cô Huyền xem rằng là chúng ta có nghe rõ không nào. Bốn bạn đang xem rồi, like và share để thêm bạn và học cho vui nha các em ơi. Nghe rõ không? Nghe rõ không? Comment vào đây xem nào. Rồi, các em ơi đi chuẩn bị máy tính bỏ túi ra đi. Hôm nay mình có rất nhiều bài tập ý. Cô chào Thanh Thảo Huỳnh. Và cô Huyền cũng phải đi lấy ngay cái máy tính Casio. Đợi cô xíu nha. Nghe rõ không? Cô cũng phải đi tìm cái Casio. Hôm nay mình có rất nhiều bài tập. Mà không có cái Casio ở cạnh thì thôi rồi luôn. Rồi, chào Ngọc Ánh. À, nghe rõ ạ, ok luôn. Chào Đinh Thảo, chào Hiếu Đào. Chào nhau một chút, đợi các bạn vào học, đúng không các em? Chào Nguyễn Như Quỳnh. Chào Nguyễn Như Quỳnh. Chào Lại Huy. À, Hiếu Đào thấy Minh Hiếu bảo dạy em mà chẳng thấy đâu. Rồi chào Hiếu Đào nha. Đấy, hôm trước cô Huyền lại bảo Hiếu Đào là con gái. Rồi chào Kim Ngân. Ok. Ban nãy cô Huyền đăng cái file này lên, các bạn đã làm thử chưa? Làm thử file này chưa các em? Sáng cô đăng lên thì đã làm thử chưa? Lê Nhật Quân đang học Anh rồi, học Anh lưu like về tường lát xem lại nha. Học Anh lưu like về tường á, để lát xem lại. Trần Thị Bảo Linh, cô ơi, lớp VIP cô học đến đâu rồi? Lớp VIP tổng kết chương 2 chuẩn bị sang chương 3 đây. Cô chào Công Hiếu, lâu lắm mới thấy Công Hiếu nha. Minh Hiếu, hello cô. Rồi, chào các em nha. Ok, chào nhau một xíu. Rồi, chào Lê Nhật Quân, chào ra trường. Chào nhau một xíu thôi. Lê Nhật Quân, chắc Hiếu thiếu em vẫn sống tốt. Chết mất thôi. Sẽ là tí Hiếu nó ngoi lên. Chào nhau một xíu thôi. Còn chúng ta bắt đầu vào học đúng không nhỉ? Bởi vì hôm nay của mình những 18 câu và đại đa số là các bài tự luận. Công Hiếu mới chơi lại Facebook. Facebook à? Rồi, Nguyễn Minh Hiếu, tôi quên bạn là ai rồi. Minh Hiếu nó đã quên rồi đấy. Đó. Thế nên hôm nay chúng ta sẽ ôn tập tổng hợp một xíu các bài tập về chương 2. Minh Hiếu, em bị rớt fan cứng rồi à? Thường xuyên comment, like các bài đăng cô Huyền trên fanpage là fan cứng lại về nha. Thế thì trước khi vào học thì quảng cáo một chút đúng không nhỉ? Đó là chào tháng 11. Lớp học group kín. Chỉ còn 600.000 trên combo. Tức là từ giờ đến thi học kỳ 2, thi xong học kỳ 2 nhá. Và vẫn có tặng kèm. Vẫn tặng kèm khóa quay sẵn nha. Khóa quay sẵn, khóa quay sẵn là quay bảng trên website ấy. Gồm 70 video. Ok. Rồi, chào Phạm Lương. Ở đây lắm Hiếu thế rồi, chắc là tên Hiếu là tên đẹp ấy. Thành ra là
Rồi chào Lương nha, chào Phạm Hạ. Tên Hiếu là tên đẹp, thành ra là bố mẹ bạn nào cũng đặt tên là con là Hiếu đúng không? Bảo sao đây này có hai Nguyễn Minh Hiếu này, Phạm Hiếu này, Đào Hiếu này rất là đông đúng không nhỉ? Rồi. Hình như là hôm nay like nó hơi mờ sao với các em có thấy nó mờ không? Bắt đầu công chuyện với câu số 1. Hôm nay cô Huyền thấy like nó hơi mờ xíu thì phải. Câu số 1 nào các bạn ơi. Xem đáp án ở câu số 1 này là gì nào. Thì nhớ nha, nội dung câu số 1 này. Phản ứng nào chứng minh NH3 là một chất khử mạnh? Đó, NH3 là amoniac đúng không? Thế để xác định xem là phản ứng nào chứng minh amoniac là một chất khử mạnh thì mình chỉ cần xác định xem là phản ứng nào có sự thay đổi số oxy hóa đúng không? Rồi. Ok. À rồi còn cả Công Hiếu nữa. Cô quên là sao được Công Hiếu, Đào Hiếu, Nguyễn Minh Hiếu, rồi Nguyễn Văn Hiếu, rồi Công Hiếu. Rồi thế thì ở đây các em nhìn nhá. Phản ứng A này không có sự thay đổi số oxy hóa của các nguyên tố loại. B. Phản ứng này cũng không có sự thay đổi số oxy hóa loại. D tương tự. Thế đây các em nhìn này, nitơ trừ 3 lên 0. Khử tăng ô giảm đúng không? Từ trừ 3 lên 0. Vậy là số oxy hóa tăng lên sau phản ứng rồi. Vậy NH3 đóng vai trò là chất khử ở phản ứng này. 1C, câu số 1, dạo đầu rất là nhẹ nhàng đúng không? Đi thi là đạt 0,25 điểm rồi. Chào Dương Chí Phú. Thế ở đây thì cũng có các anh chị 2K4 xem live thì lưu ý với các em nhé, đó là chương axit nitric, chương nitơ phosphor ấy, hay là các bài tập về axit nitric thì cũng có mặt trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Do đó các bạn nào là 2K4 thì cũng có thể xem để ôn lại cái chuyên đề về axit nitric nha. Câu số 2, cô đã thấy bạn Công Hiếu comment 2B hả cô? Hiếu Đào chửi tôi mét cô, trời cái avatar cute hạt me làm cô Huyền cứ tưởng là nó là con gái cho đến lúc nó bảo không cô ơi, nó em là con trai nhá. Bạn nào ở đây mà định crush Hiếu Đào á thì lưu ý nhá, nó là con trai không phải con gái. Rồi, trong phòng thí nghiệm người ta điều chế axit nitric từ. Thì lưu ý là trong phòng thí nghiệm, lưu ý nhá, trong phòng thí nghiệm thì phương pháp đó là cho natri nitrat hoặc kali nitrat phản ứng với axit sulfuric đặc. Vậy ở đây chọn B đúng không? Phương trình hóa học thì lưu ý nhá, natri nitrat phản ứng với axit sulfuric đặc. Đó, thì ở đây sẽ thu được axit nitric đúng không? Hơi bay ra ngưng tụ được axit nitric đúng không? Và NHSO4 nha, lưu ý nha. Ngoài ra thì có thể thay natri nitrat bằng kali nitrat đúng không? Thế còn trong công nghiệp nào, thế trong công nghiệp thì sao nào? Thử nhắc lại xem là còn nhớ tí gì về trong công nghiệp không? Nào trong công nghiệp thì sản xuất axit nitric như nào nào? Comment ra đây cô xem nào. Đó, ở trên lớp học đến chương mấy rồi? Nhân tiện comment luôn. Để cô Huyền biết là các bạn học đến đâu để cô Huyền còn hỗ trợ nào. Nguyễn Minh Hiếu, Hiếu Đào là của em rồi cô. Rồi. Nha. Đó, thế trong công nghiệp thì đi từ gì? Đi từ amoniac đúng không? Đi từ amoniac. Oxy hóa nó được NO, từ NO này tiếp tục phản ứng với oxy được NO2 đúng không? Và cuối cùng là được axit nitric thì đây chính là sơ đồ. Đấy, lưu ý cái sơ đồ này. Tại sao cô bảo chúng ta phải lưu ý cái sơ đồ này? Rồi cô thấy Phạm Trọng Quỳnh đã comment đấy. À đã học hết chương 2 rồi cơ à, hôm nay tổng kết chương 2 là chuẩn rồi đúng không? Bởi vì là cô thấy cái phần kiểm tra giữa kỳ thì tập trung là vào chương 2 đúng không?
À, tôi là người của Đảng và Nhà nước. Ok, rồi Phạm Trọng Quỳnh ra trường, comment sơ đồ chuẩn rồi nhá. Thế thì ở đây các em phải nắm được cái sơ đồ này. Tại sao lại phải nắm được cái sơ đồ này để mình còn làm bài tập liên quan đến hiệu suất. Hiệu suất sản xuất axit nitric, đúng không? Lát nữa phần bài tập sẽ có bài minh họa nha. Câu số 3 nào. Rồi, khi nhiệt phân đồng 2 nitrat thì thu được cái gì? Và câu số 4, khi nhiệt phân bạc nitrat thì thu được cái gì? Rồi, Nguyễn Minh Hiếu, mấy anh chị 2K5 giỏi quá, em mới 2K7, điêu. Nào, thế thì để làm được cái câu số 3 và cái câu số 4 nhá, thì các em phải lưu ý như sau này, nhớ, thứ nhất là nhớ dãy hoạt động hóa học của kim loại. Đó, và nhớ giúp hai cái mốc magie và đồng. Thì các em chú ý này, những muối nitrat của kim loại đứng trước magie thì nhiệt phân chúng ta sẽ thu được muối nitrit. Nitrit, đúng rồi, chữ Y này nó đòi lên cao quá. Tức là muối chứa NO2 trừ ấy, gốc NO2 trừ á, và gì? Và oxy. Thế còn muối nitrat của kim loại từ magie cho đến đồng trong dãy hoạt động hóa học của kim loại nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ thu được oxit kim loại, nhiệt phân thu được oxit kim loại NO2 và O2. Thế còn muối nitrat của kim loại sau đồng thì ở đây chúng ta sẽ thu được cái gì? Kim loại NO2 và O2. Thế thì ở đây câu số 3 và câu số 4 thì bây giờ đơn giản với chúng ta chưa? Chắc chắn là đơn giản với các em rồi, đúng không? Rồi, cô đã thấy Trọng Quỳnh này chọn 3A, Nhi Đào 3A. Rất nhiều bạn 3A. Thùy Trang 3A. Đó, như vậy ở đây 3 là A rồi. Thế bây giờ đến câu số 4, khi nhiệt phân bạc nitrat thu được. Anh Nguyễn Minh Hiếu, bạc là chất khí, sao vậy mấy bạn, thế thì phạt rồi. Cô cam đoan là Minh Hiếu thể nào cũng có cái dây đeo cổ bằng bạc hoặc là cái nhẫn bằng bạc, đúng không? Ngày bé thì không biết ở quê các em thế nào, chứ quê cô thì khi có một em bé mới sinh ra thì sẽ được tặng một cái lắc bạc hay là một cái dây chuyền bạc để trừ tà. Thế mà anh Hiếu anh bảo là bạc là chất khí, phạt. Rồi, thế này thì làm sao mà Hiếu Đào nó yêu thương cho nổi cơ chứ, mà Hiếu Đào là của em. Thế thì ở đây nhá, à, bạc đứng sau đồng trong dãy hoạt động hóa học của kim loại rồi, đúng chưa các em? Vậy thì ở đây sẽ là B. Và cô đã thấy rất nhiều bạn comment B như là Thu Huệ, Trọng Quỳnh. Chuẩn rồi. Xịn sò luôn. Thùy Trang. Đấy. Bây giờ đến câu số 5. Câu số 5 này. Kim loại đồng có thể bị hòa tan trong hỗn hợp dung dịch nào? Nào câu số 5. Câu số 5 là hỏi chúng ta về kiến thức nhận biết NO3 trừ, đúng không? Đó. Rồi. Thủy ngân là chất lỏng ở điều kiện thường nhá, Minh Hiếu nhá. Nhưng mà thủy ngân thì là dễ bay hơi. Và hơi thủy ngân thì rất là độc. Và các bạn học lớp 10 rồi thì biết là khi mà để xử lý nhiệt kế thủy ngân bị vỡ ở trong phòng thí nghiệm ấy thì người ta cho rắc bột lưu huỳnh lên, đúng không? Bởi vì là thủy ngân có thể phản ứng ngay với lưu huỳnh ở điều kiện thường, đúng không nhỉ? Rồi câu số 5, Công Hiếu, Khổng Ngọc Cố, Nguyễn Thị Thu Huệ chọn 5B. Thì lưu ý nhá, câu số 5 ở đây đích thị là B rồi. Và các em chú ý giúp cô đó là trong môi trường trung tính. Môi trường trung tính thì ion nitrat không có tính oxy hóa. Không có tính oxy hóa. Nhưng trong môi trường axit, trong môi trường axit nhá, thì ion nitrat có tính oxy hóa như là H2O3. Đó, lưu ý. Được chưa? Và khi cho đồng phản ứng với NO3 trừ trong môi trường axit ấy thì chúng ta sẽ thu được đồng 2 cộng có khí không màu hóa nâu trong không khí và
thu được nước nữa. Và cứ nhớ cân bằng là gì? 3 đồng 8 loãng, 2 no, đúng không? Vậy thêm 2 vào nấu 3 trừ và 4 vào nước, được chưa? Đó. Ủa sao mình lại viết 8 hai lần vậy? Trời ơi, chán ghê. Rồi. Bây giờ đến câu số 6. 5 rồi đến 6. Một bài tập liên quan đến nhận biết. Một bài tập liên quan đến nhận biết. Thôi Nguyễn Văn Hi à, Nguyễn Minh Hiếu ơi. Nghiêm túc làm bài vào khung block bây giờ. Cứ comment vớ vẩn để trêu các bạn. Các bạn biết em học được bài rồi, em nắm được bài rồi, đừng trêu các bạn để các bạn tập trung học nào Minh Hiếu. Hiếu Đào, em tưởng đồng không tác dụng với HCL. Ủa? Đang nói đến cái gì đấy? Nào, quay lại câu số 5 nha, Hiếu Đào. Đây là gì? Nó kết hợp với NO3 trừ trong môi trường axit có mặt H cộng đây. Thì cô phân tích ở đấy, đó là môi trường trung tính thì NO3 trừ không có tính oxy hóa. Còn trong môi trường axit thì NO3 trừ có tính oxy hóa như H2O3, được chưa? Đây, cô viết phương trình ra đây, được chưa? Và như Hiếu Đào đấy, comment thì đúng là đồng không có phản ứng với axit clohydric nhá. Nhưng mà sau này các bạn học lên cao ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là khi có mặt của oxy mới sinh thì đồng cũng có thể phản ứng được với axit clohydric nhá. Được chưa? Tức là đồng có thể phản ứng được với axit clohydric khi có mặt oxy. Đây. Để được đồng hai clorua và nước. Tuy nhiên, kiến thức cơ bản phổ thông không học cái này nha. Được chưa? Ok chưa? Bây giờ đến câu số 6 nào các em ơi. Câu số 6 nào. Hôm nay bạn Hiếu bạn ăn phải cái gì sao ấy? Lạ ghê, có phải Hiếu không đó? Câu số 6, Nguyễn Thu Huệ 6D, Nhi Đào 6D, Khổng Ngọc Cố 6D. Rất nhiều bạn comment câu số 6 là đáp án D. Chúng ta sẽ thử xem rằng là chính xác chưa nha. Ở đây mình có các dung dịch sau: amoni clorua, amoni sunfat, axit nitric, natri sunfat. Được chưa? Ở đây mình thấy rằng là gì? Có hai muối amoni, một axit và một muối sunfat. Cho qua bari hydroxit này. Hiện tượng thấy ngay. Nếu như mà có thoát ra khí, cụ thể là khí mùi khai, và khí này làm xanh giấy quỳ tím ẩm, thì chúng ta xác định được ngay đó là amoni clorua. Thế trong trường hợp mà làm sao? Vừa thoát ra khí, vừa có kết tủa trắng. Đó, thì sẽ là gì? Amoni sunfat. Thế còn nếu như mà chỉ có kết tủa trắng thôi thì chính là gì? Natri sunfat. Và trong trường hợp chẳng có hiện tượng gì thì chính là HNO3. Thì lưu ý với các em nhá, đó là bari hydroxit có thể phản ứng với axit nitric để thu được muối nitrat và nước. Đó, cân bằng đây là 2, đây là 2. Phản ứng này có xảy ra nhưng không có hiện tượng có thể quan sát được bằng mắt thường. Do đó là làm sao? Là không có hiện tượng thôi đúng không? Chứ còn có phản ứng xảy ra nha. Được chưa? Nhiều bạn ghi là bari nitrat bari hydroxit không phản ứng với axit nitric, là nhận ra nó là axit nitric là sai đấy, kiểu cứ quen quen tay đúng không? Câu số 7 hỏi về quặng nha. Đừng đứa nào coi thường kiến thức về quặng cũng như là về phân bón hóa học. Bởi vì sao? Bởi vì là nó cũng từng xuất hiện công thức về quặng nhá, từng xuất hiện trong cả đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Rồi Hiếu Đào ở đây nhiều Hiếu lắm. Cô nói một đứa cả lũ nhột.
Rồi cô nói cái đứa tên là Nguyễn Minh Hiếu kìa kìa. Nguyễn Thế Anh, rồi chào Thế Anh nha. 6D. Ok. Câu số 6 nào, comment. À, câu số 6 xong rồi, câu số 7 chứ. Bây giờ mình sang câu số 7 rồi. Mà cô mới đọc comment của bạn Hiếu. Câu số 7 nào các em ơi, câu số 7. Công thức của quặng apatit và phosphorit lần lượt là. Nào. Chào Nguyễn Quân nha. Nhi Đào 7A, Nguyễn Thị Thu Huệ 7B. Nào comment đi xem nào. Quặng phosphorit và quặng apatit. Ở đây chính là đáp án B nha. Đây chính là công thức của quặng apatit. Bạn nào mà quên cái số 3 ở đầu là sai đấy. Còn đây là chính là quặng phosphorit, được chưa? Câu số 8. Loại phân bón nào có hàm lượng nitơ cao nhất? Câu này bây giờ phải nhớ luôn rồi đúng không? Loại phân bón nào đây các em? Câu số 8 nào? Loại phân bón nào? Chào Nhi Đào, cô cho em xin lịch học với à, em vừa vào. Lịch học của chúng ta là thứ hai đầu tuần nha, thứ hai đầu tuần. Thế còn trong group kín thì sẽ thêm một buổi thứ sáu, và có tuần thì cô sẽ bổ trợ thêm vào thứ bảy, được chưa? Và có group kín thì sẽ tặng kèm khóa quay bảng để các bạn xem, khóa trên website ấy, xem song song học cùng với học live, được chưa? 8 Nguyễn Quân 8A, Khổng Ngọc Cố, Nguyễn Thị Thu Huệ D, Lê Nhật Quân chọn A. Như vậy là bạn A, bạn D rồi. Có bạn nào bấm máy tính ra không? Có bạn nào bấm máy tính ra xem đáp án là bao nhiêu không? Hay là nhớ được luôn? Hiếu Đào mỗi thứ hai hơi ít. Thế thì đăng ký học cùng cô trong group kín nha. Gặp cô liên tùng tục luôn. Bởi vì là trong group kín thì sẽ có khóa trên website nữa nè. Và ngoài ra thì cô sẽ like 2 buổi trên tuần group kín, được chưa? Nào, loại phân bón nào có hàm lượng nitơ cao nhất? Thì ở đây chính là UC nhá. Trong sách giáo khoa có nói đấy, các bạn nhớ luôn được là tốt nhất, được chưa? Hàm lượng nitơ của nó chiếm khoảng 46%. Và UC thì bây giờ các bạn hãy comment ra đây công thức cô xem là các em có nhớ UC công thức như thế nào không? Để mà kiểm tra lại hỏi là công thức nào sau đây là UC? Đấy, khối đứa không chọn được cái chứ. Nào. À, Công Hiếu NH2 tất cả 2 lần CO thì phải, lâu quá em quên rồi. Nhưng mà hữu cơ thì mình cũng có gặp một xíu về UC mà. Lớp 12 mình vẫn có gặp mà. UC nhá, NH2 tất cả 2 lần CO nha. Và các em ơi, hợp chất này chính là hợp chất hữu cơ đầu tiên được điều chế ra từ các hợp chất vô cơ, được chưa? Nha. Thế còn amophốt nào? Có bạn nào còn nhớ amophốt là gì không? Amophốt nào? Rồi Nguyễn Thị Thu Huệ comment NH2 tất cả 2 lần CO. Chuẩn rồi. Thì lưu ý nhá, amophốt là hỗn hợp các muối. Đây, amophốt này thì là hỗn hợp của các muối amoni dihydrophosphat và gì? Diammoni hydrophosphat nha.
Đấy, hỗn hợp các muối này và nó được điều chế bằng cách là cho ammoniac phản ứng với axit phosphoric. Đấy, nhớ thêm về amophos nha. Phần này là phần gì? Phần hỗn hợp với phần phức hợp. Amophos. Amophos là phần phức hợp, được chưa? Đấy, ôn một xíu về phân bón. Bây giờ đến câu số 9 nào. Câu số 9 nào các em ơi, câu số 9. Cho dung dịch bari hydroxit dư vào 100 ml dung dịch X chứa cation amoni, anion sunfat, anion nitrat rồi đun nóng, thu được 23,3 g kết tủa và 6,72 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Nồng độ mol trên lít của amoni sunfat và amoni nitrat lần lượt là. Câu này thì hôm trước có một số bạn gửi đề cương cho cô, nó có câu này nên là cô đưa vào. Và từ câu 9 đến câu số 18 là cô trích các câu trong đề cương mà các bạn gửi cho cô. Nào, câu số 9 nào các em ơi. Rồi, công hiếu tại học ST nhiều quá nên quên. Thế mà cô thấy em có quên đâu. Rồi, cô chào Kim Liên, hu hu mai thi hóa. Trời ơi, thế mà khóc ròng thế này. Chào nghị sĩ nha. Rồi câu số 9 nào các em ơi, comment đi cô xem nào. Xem đáp án ở đây là gì nào. Câu số 9. Nào mình cùng phân tích nha. Cho bari hydroxit dư vào 100 ml dung dịch X chứa các ion này thì chúng ta thấy rằng là sẽ có các phản ứng như thế nào nhỉ? Ba2 cộng kết hợp với SO4 2 trừ để được cái tủa là bari sunfat đúng không? Ngoài ra thì còn có NH4 cộng kết hợp với OH trừ sinh ra NH3 đúng không? Vậy bây giờ cho các em một phút suy nghĩ để xem là cái câu số 9 này đáp án của chúng ta là gì nha. Công Hiếu tỉnh em đến nay còn học online luôn cô ạ. À, rồi rất nhiều tỉnh vẫn học online đấy. Đó. Cố gắng nha, cố gắng học tập nha. Năm nay khó khăn đúng không? Dịch bệnh 2K4 thì làm 3 năm liên tục phải học online đúng không? Và 2K5 cũng vậy đúng không? Từ lớp 9, lớp 10, lớp 11 học online đúng không? Rồi. Đến câu này chúng nó bỏ cô rồi sao ấy? Không thấy đứa nào comment nhỉ? Comment xem nào. Cô chờ em xí. Trời ơi. Nào. Thế thì các em nhìn nhá, ở đây là 23,3 g kết tủa thì kết tủa có cái trường hợp này thôi. Vậy thì số mol kết tủa mình tính được chính là 23,3 mà chia 233 đấy. 0,1 mol. À, vậy nếu như mà kết tủa là 0,1 mol thì mình xác định được luôn SO42 trừ ở đây là 0,1 đúng không? Mà bảo toàn lưu huỳnh thì thấy rằng là số mol của anion sunfat này nó chính là bằng số mol của amoni sunfat đúng không? Vậy là bằng 0,1 mol. Vậy bây giờ dễ dàng tính được nồng độ của amoni sunfat rồi. Chính là bằng số mol chia cho thể tích, thể tích đây 100 ml dung dịch X. Vậy là 0,1 lít hay bằng 1m. 1m thì đây loại C và loại D rồi. Đúng không? Chỉ còn A và B. Khoanh lụi thì đã loại đi được hai đối thủ rồi. Loại được hai đáp án rồi. Đấy. Thế bây giờ sang đến cái phần tính nồng độ của amoni nitrat thì mình sẽ dựa vào tiếp cái phần dưới này đúng không? Rồi, Công Hiếu Nguyễn Thế Anh 9A.
Công Hiếu Nguyễn Thế Anh 9A này. À rồi, Hiếu Đào tăng độ phân giải lên vì thấy hơi mờ. Hôm nay cô cũng thấy hơi mờ thật. Rồi, có thể là do đường chuyển mạng ấy, chứ cô để 720 Full HD rồi đó. Rồi, câu số 9 này nhá, xem có phải là đáp án A không nhá. Khối Đứa chọn A này, Quang Trung chọn A, nhưng mà hình như là không phải là A. Các em nhìn này, 6,72 lít khí là điều kiện tiêu chuẩn nhá. Ở đây không phải là A đâu, B đấy. Nhiều bạn sai quá, phải bảo các bạn là đứng yên đây để cô chữa này, không được đi đâu nhá, cô chữa đây này. Thì các em nhìn này, đây 0,3 đúng không? 6,72 chia cho 22,4 mà, vậy đây là 0,3 đúng không? Đúng không? Bây giờ nhìn ra mình sai ở đâu chưa? Đây, các em nhìn nhá. Bảo toàn cái nhóm amoni này thì các em thấy như sau này, số mol NH4 cộng chính là bằng gì? Hai lần số mol của amoni sunfat. Trong amoni sunfat có hai nhóm amoni mà, cộng với số mol của NH4NO3. Thế đây các em nhìn nhá. Đây, đẩy đề lên nhá. NH4 cộng là 0,3 đúng không? À, chính là bằng 2 nhân 0,1 cộng với 0,1 đúng không? Đây, hay là cộng với để số mol NH4NO3 đi. Đó. Vậy suy ra NH4NO3 ở đây cũng là 0,1 mol đúng không? Đây, NH4NO3 cũng là 0,1 mol. Vậy thì nồng độ của nó cũng là 1M rồi. B nhá. Đấy. Nó thiếu giấy thì cô sẽ chuyển ra đây nhá. Số mol NH4NO3 cũng là bằng 0,1 mol. Đấy, lưu ý nha. Đấy, nhầm là nhầm thật cẩn thận nha các em. Nhầm sai một cái là đi tăng luôn tất cả rồi. Nông Thu Giang em lụi 9B. Rồi, không phải là A thì tất nhiên sẽ là B rồi đúng không? Đấy, đó. Được khúc trên rồi, loại được 2C và D rồi, hai đáp án C và D rồi. Thế mà nhầm sai một cái là mất toi cả bài. Đấy, cái trắc nghiệm thì nó lại khác. Cái tự luận ở chỗ là gì? Tự luận thì các em làm đến đâu các em được điểm đến đấy. Nhưng mà cái anh trắc nghiệm thì làm sao? Cả quá trình các bạn làm như thế nào chẳng cần biết, chỉ cần các bạn khoanh được đáp án đúng. Đó chính là lý do mà rất nhiều bạn làm sao à, các bạn cứ bảo tổ tiên độ ấy, các bạn ấy khoanh lụi. Khoanh lụi có đứa nó khoanh lụi ví dụ đề 40 câu nó khoanh lụi 13 câu. Đấy, nó làm đúng 25 câu, nó khoanh đúng được, nó khoanh lụi đúng được 13 câu, thế là nó làm sao? Nguyên câu khoanh bừa nó khoanh lụi đúng là nó hơn đứt mình ngồi làm hùng hục nhưng mà chỉ làm được 30 câu đúng không? Đấy. Rồi. Hiếu Đào em hỏi ngu sao số mol NH4 2 trừ bằng số mol của amoni sunfat. Đây em có thể phân tích ra này Hiếu Đào ơi. Đây. Amoni sunfat đúng không? Chất điện ly mạnh. Tất cả các muối amoli đều là chất điện ly mạnh đúng không? Phân ly ra NH4 cộng và SO4 2 trừ. Ở đây nhá. Có 2 NH4 cộng đúng chưa? Thế cô giả sử ở đây là amon thì có phải là đây cũng là amon chưa? Đấy, nếu như mà chưa nhìn ra thì mình viết phương trình điện ly. Thế còn nhìn ra rồi thì mình cứ bảo toàn lưu hình thôi. Được chưa? Nào, câu số 10. Câu số 10 thì ôn tập cho chúng ta một xíu về cái phần hiệu suất phản ứng tổng hợp amoniac. Nào, câu số 10 nha. Ôn tập một xíu về bài tập hiệu suất tổng hợp amoniac. Nhiều bạn inbox cho cô ơi, chứ em sợ nhất là cái bài này. Hãi lắm luôn á. Hiệu suất tổng hợp amoniac sợ kinh khủng. Nào, vậy xem câu này đáp án là gì nào. Xem câu này đáp án là gì nào. Ra trường hay quá bro, tôi cũng đang bí chỗ đó. Bí thì comment, bí không comment phạt bây giờ chứ lại. Không thấy bảo sao. Là cô cứ đinh linh là các bạn đã nắm được rồi đấy nha.
Ví thì phải hỏi luôn chứ, mấy cái đứa này kỳ cục ghê. Nào. Câu số 10 nào kem ơi. Nào. Câu số 10. Câu số 10 là kem ơi, cho kem đọc đề, 1 phút đọc đề và suy nghĩ. Trần Hải Bình, em 2K3 ra trường rồi vẫn quay lại xem cô. Rồi cô chào em, cảm ơn em nha. Nào. Câu số 10. Như là nó bị cái chữ trực tiếp che một xíu đề đúng không? Cô kéo lùi xuống một xíu nha. Câu số 10 nào. Đọc đề và phân tích luôn nha. A gồm nitơ và hydro có tỷ lệ mol lần lượt là 1, 4. Nung A với xúc tác một thời gian được hỗn hợp B. Trong B có 20% amoniac theo thể tích. Tìm hiệu suất phản ứng tổng hợp amoniac. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là có tỷ lệ số mol trước phản ứng rồi. Đó, cho tiếp B có 20% amoniac rồi. Vậy đến đây thì xác định luôn được mình sử dụng phương pháp ba dòng là ra đúng không? Và chú ý là gì? Đề bài mà đã cho sẵn tỷ lệ số mol ấy thì chúng ta hãy giả sử luôn số mol theo tỷ lệ đúng không? Đấy, lưu ý nhá, đề bài mà đã cho sẵn tỷ lệ số mol thì chúng ta hãy giả sử luôn số mol theo tỷ lệ. Thế ở đây có những bạn là 2K4 đang xem live ấy, thì lưu ý nhá, ở cái dạng bài về tổng hợp amoniac này thì trong đề thi năm vừa rồi có đó nha. Rồi ra trường em nghĩ là câu C thì em không phải nghĩ đâu, nó chính là C đấy. Thế thì bây giờ chúng ta cùng phân tích này. Phản ứng tổng hợp amoniac mà bây giờ bạn nào mà quên rồi là phạt nha. Nitơ kết hợp với hydro trong điều kiện nhiệt độ xúc tác áp suất thích hợp thu được amoniac. Thế nếu như mà đây là thi trắc nghiệm thì các bạn nháp ra kết quả là được đúng không? Thế còn nếu như mà là thi tự luận ấy thì các em lưu ý nhá, phải cân bằng phản ứng. Bởi vì nếu như mà các em không cân bằng thì chúng ta sẽ không có được điểm tối đa đâu. Vậy đây là 2 này và đây là 3, được chưa? Thế lưu ý là mình cứ giả sử số mol theo tỷ lệ thì đây. Giả sử ban đầu này có 1 mol nitơ và 4 mol hydro. Thì ban đầu chưa có phản ứng xảy ra đúng không? Thì chưa có amoniac. Được chưa? Thế phản ứng bây giờ cô giả sử là có x-mon nitơ phản ứng. Thì có phải hydro phản ứng ở đây chính là 3x-mon và amoniac ở đây chính là 2x-mon. Được chưa? Bây giờ mình chỉ cần tìm xem là x ở đây bằng bao nhiêu thì mình sẽ tính được hiệu suất phản ứng. Bởi vì mình có là gì? Hiệu suất phản ứng được tính bằng số mol chất phản ứng chia số mol chất ban đầu nhân 100%. Vậy bây giờ chỉ cần tìm được ra x là xong, được chưa? Rồi, cô đã thấy Quang Trung chọn toán C. Hiếu Đào, cái này em chưa học hay sao ấy, thấy mới mới. Ở trên lớp học hết chương 2 chưa Hiếu? Thế thì các em nhìn này, bây giờ nhá, còn lại mình xem là còn bao nhiêu. Thì nitơ có một phản ứng x thì còn lại là gì? 1 trừ x mol. Hydro có 4 phản ứng 3x thì còn 4 trừ 3x mol. Thế còn ammoniac ở đây chính là 2x, được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ có là gì? Tổng số mol B chính là bằng số mol của nitơ cộng với số mol hydro.
Đấy, ghi rõ chữ còn ra nhá. Cộng tiếp với số mol của amoniac sinh ra. Vậy đây có phải là gì? 1 trừ x cộng với 4 trừ 3x mà cộng tiếp với 2x thì chính là bao nhiêu? 5 trừ 2x mol, đúng không? Đây, cô đẩy đề lên nhá. Bây giờ thì mình không cần nhìn đề nữa rồi, đúng không? Đó là gì? Đề bài cho là trong B có 20% amoniac. Vậy có phải là mình sẽ có số mol của amoniac chia cho số mol B nhân 100 bằng 20 không? Hay là mình sẽ có số mol của amoniac, đây số mol amoniac là 2x, chia cho số mol của B là 5 trừ 2x bằng 0,2. Đến đây thì đơn giản rồi đúng không? Bấm máy tính giải hệ suy được ra x thôi. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thử nhập vào xem x là bao nhiêu nhá. 2x đúng không? Trên tử dưới mẫu là 5 trừ đi 2x. Rồi. Bằng 0,2. Đó. Xem là bao nhiêu nhá. Đây, 0,4167 đúng không? Làm tròn đi. X bằng 0,4167. Đó, thế nếu như mà là làm trắc nghiệm thì chọn luôn được ra C rồi. Thế nếu như mà làm tự luận thì làm sao? Lại phải làm một bước như sau, đó là gì? Giả sử hiệu suất bằng 100% thì hydro dư, đúng không? Đây, tỷ lệ phản ứng là 1,3. Nhưng mà tỷ lệ số mol là 1,4, chứng tỏ là hydro ở đây dư rồi. Đấy, hydro dư. Do đó, hiệu suất tính theo Nitơ. Đó, nếu như mà là thi trắc nghiệm thì chúng ta khoanh luôn. Thế còn nếu như thi tự luận thì phải làm theo cái bước này để cho nó chặt chẽ nhá. Vậy bây giờ thay vào thôi. Số mol Nitơ phản ứng là x. Đây, 0,4167. Số mol Nitơ ban đầu là 1. Tất cả nhân với 100% thì trời ơi, nó là đáp án C luôn rồi, đúng không các em? Ok, C nha. Văn Phúc nhớ em không? Nhớ chứ sao không nhớ? Trời ơi, nó vẫn còn cái voucher 200. Chưa thấy tặng bạn nào. Rồi. Đó. Hôm nay live VIP mùng 1 tháng 11. Chào tháng mới ưu đãi. Còn 600k một năm nha. Văn Phúc voucher chưa lấy dùng. Rồi câu số 11 nào kem. Cô nhớ dai quá. Trời ơi cô Huyền chuyên thù lâu nhớ dai. Nào câu số 11 nào các em ơi, câu số 11. Câu số 11 nào các em ơi. Câu số 11 ôn lại xíu về bài tập nhiệt phân. Nhiệt phân muối nitrat đúng không? Nhiệt phân hết 18,8 gam muối. M nấu 3 tất cả 2 lần, vậy xác định được M hóa trị 2 rồi. Thu được 8 gam oxit tương ứng, tìm M. Nào, câu số 11. Xem đáp án ở đây là gì nào các em ơi? Câu 11 nào. Câu 11 nào các em ơi. Cô vẫn chờ các em comment đáp án câu số 11 nha. Đặng Ngọc Ánh có lưu like nha cô. Rồi cô có lưu like nha. Yên tâm bởi vì là có rất nhiều bạn inbox cho cô là cô ơi, em bận lắm toàn xem phải xem lại like thôi nên cô vẫn lưu like nha. Nhớ chia sẻ lưu like về tường kẻo hôm sau không biết là nó ở đâu mà tìm nha. Văn Phúc 11B, Nhi Đào 11B. Rồi kiểm tra nha.
Nhiệt phân hết 18,8 gram muối. Đó. Thu được 8 gram oxit tương ứng. Vậy oxit ở đây chính là gì? MO đúng không? Bởi vì kim loại hóa trị 2. Đó. Nhưng mà ở đây có trường hợp là gì? Nếu như mà là sắt 2 nitrat thì nhiệt phân lại thu được sắt 3 đúng không? Sắt 3 oxit. Vậy nếu như mà làm tự luận thì chúng ta sẽ giả sử hai trường hợp nhá. Nếu làm tự luận thì nhớ giả sử được chưa? Nhớ giả sử một là trường hợp M có hóa trị không thay đổi và trường hợp tiếp theo là gì? M có hóa trị thay đổi sau phản ứng. Đó. Ví dụ như là nó là trường hợp của muối sắt hay là chrome ấy đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là gì? Mình không cần phải xét hai trường hợp đúng không? Đây là 18,8 trên m cộng với 62 nhân 2 đúng không? Bên này số mol oxit là 8 trên m cộng với 16. Và đây bảo toàn kim loại thì mình thấy rằng là hai cái này bằng nhau. Vậy bấm máy tính giải ra luôn là m bằng 64 đúng không? Còn nếu không thì nhẩm thì thấy ngay là oxit MO giả sử là đồng thì đã là số phân tử khối là 80, 8 chia 80 là 0,1. Cái anh này là gì? 18,8 chia cho phân tử khối là 188, đấy là làm chẵn lẻ nhá, thì mình ra luôn đúng không? Vậy thì ở đây là đồng. Chọn B rồi thì chắc chắn là A sẽ không chọn được rồi đúng không? Bởi vì trắc nghiệm một lựa chọn, được chưa? Rồi Thế Anh chọn B, chuẩn rồi. Nguyễn Văn Kiệt B rồi, chuẩn luôn nhá. Bây giờ đến câu số 12. Đó, câu số 12 giống như ban đầu cô nói đấy. Đó là bài tập liên quan đến hiệu suất tổng hợp axit nitric. Bài tập liên quan đến hiệu suất tổng hợp. Nào, hiệu suất tổng hợp axit nitric. Nghị sĩ có ai thấy tai nghe bên trái nghe to tiếng hơn không? Hay là tai nghe của nghị sĩ hỏng vậy? Các bạn khác có thấy không? Trời ơi, buồn cười quá. Nào. Em ơi câu số 12 xem nào. Các em comment ra đây cách làm câu số 12 của mình nào. Comment cách làm câu số 12 nào. Rồi nông thu sang mình thấy bên phải nghe to hơn. Chứng tỏ là tai nghe của các bạn có vấn đề đúng không? Rồi lát cô cũng phải nghe thử xem nào. Rồi Khổng Ngọc Cố ra trường 14B. Ủa? Đang là 12 mà. Trời giật cả mình. Thấy ra trường comment câu số 14. Chết mất thôi, đang chữa câu 12 mà. Giật cả mình. Rồi câu số 12 nha. Câu số 12 không cần làm bảo toàn E đâu, chỉ cần bảo toàn nguyên tố là cũng ra nha.
bảo toàn nguyên tố và sơ đồ, dùng sơ đồ phản ứng. Không cần bảo toàn E nha Minh Huy. Hoàng Mạnh chọn C. Rồi, có vẻ như là câu số 13. Chúng ta cùng chữa nha. Thế thì gợi ý câu số 13 này. Câu số 13 cô Huyền đọc đề nha. Từ 34 tấn amoniac điều chế được 160 tấn dung dịch axit nitric 63%. Hiệu suất của quá trình tổng hợp là. Thì bài tập liên quan đến hiệu suất tổng hợp axit sulfuric nhá, chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều trong các đề thi. Đó, rồi ra trường 80%. Đặc biệt là trong kiểm tra giữa kỳ thì cô thấy có rất nhiều bạn trong đề cương có câu này. Đấy, hôm trước các bạn gửi cho cô, nhiều bạn gửi đề cương cho cô nhá. Thì cô thấy là trong đề cương của các bạn thì có bài tập liên quan đến điều chế axit nitric và liên quan đến hiệu suất quá trình tổng hợp. Do đó thì cô đã trích ra đây. Thì lưu ý này. Bước 1 là chúng ta phải nắm được cái sơ đồ của phản ứng điều chế từ amoniac. Thì ban nãy cô đã hỏi các bạn và yêu cầu các bạn comment ra ở câu lý thuyết rồi đúng không? Thì chú ý nhá, từ NH3 này oxy hóa để được NO này, NO2 và cuối cùng là được H2O3. Thì các em thấy rằng là gì? Bảo toàn nguyên tố nitơ thì đây có một nitơ, đây có một nitơ rồi, đúng không? Và trong suốt quá trình thì mình thấy rằng là mình không phải có bao nhiêu phân tử amoniac thì sẽ được phân tử axit nitric tương ứng, được chưa? Thế ở đây nếu như chúng ta giả sử là có một mol amoniac thì tương ứng ở đây sẽ là một mol axit nitric, đúng không? Vậy thì khối lượng ở đây sẽ là 1 nhân với 17 thì tương ứng với khối lượng ở đây là 1 nhân với 63 gram. Được chưa? Nhưng đề bài cho là gì? Có 34 tấn. 34 tấn amoniac và cô giả sử nếu như hiệu suất là 100%, đây giả sử thì ở đây sẽ thu được x tấn axit nitric. Vậy thì bây giờ mình dễ dàng xác định được khối lượng của axit nitric theo lý thuyết, đúng không? Cái tính theo phương trình hóa học là theo lý thuyết. Mình chỉ việc nhân chéo chia ngang thôi. Vậy là 34 nhân với 63 và chia cho 17. Nào, 34 nhân với 63 chia 17. Thì ở đây là được 126 tấn, đúng không? 126 tấn. Đây là nhiều bạn chưa có làm dạng này thì cô phân tích kỹ ra một xíu nhá. Thì 126 tấn này chính là khối lượng của axit nitric làm sao? Nguyên chất hay là chính là chất tan có trong dung dịch ấy. Thế nhưng đề bài cho là gì? Dung dịch axit 63%. Vậy cái khối lượng này chính là khối lượng chất tan nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính khối lượng của axit nitric 63% theo lý thuyết thì nó chính là bằng khối lượng chất tan 126 nhân 100 và chia cho C%, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta có luôn là 200 tấn. Mà hiệu suất phản ứng tính theo sản phẩm thì chính là gì? Khối lượng sản phẩm thực tế chia cho khối lượng sản phẩm theo lý thuyết và nhân với 100%. Thế thực tế chính là cái đề bài cho đây thu được có 160 tấn. Thế còn theo lý thuyết là tính được là 200 tấn. Vậy nhân với 100% thì đây chính là 80%. Hay câu số 12 chọn C. Được chưa? Câu số 12 chọn C nha. Vậy thì ở đây cô thấy là gì? Hoàng Mạnh, Gia Trường, Quang Trung, Nguyễn Văn Kiệt chọn C chuẩn rồi nhá. Được chưa? Câu số 12. Thế thì câu số 12 này thì cô nghĩ rằng là cô chỉ cần nêu cho chúng ta một cái ví dụ này thôi thì chúng ta cũng đã dễ dàng hình dung ra cách làm cho các bài tương tự rồi đúng không nhỉ? Đấy, giả sử mà đi thi mình có bài tập liên quan đến tính hiệu suất của quá trình tổng hợp axit nitric thì các em chú ý nhá. Bước 1 là viết thành sơ đồ, được chưa? Bước 2 là đặt vào và nhớ là gì? Đặt các khối lượng và nhớ là gì? Nhân chéo chia ngang
Đấy, nếu như mà đề bài yêu cầu tính khối lượng chất tham gia hoặc là khối lượng của sản phẩm khi biết hiệu suất thì nhớ rằng là gì? Phải nhân trái chia hiệu suất. Nếu tính khối lượng của axit nitric thì mình sẽ nhân hiệu suất, còn nếu tính khối lượng của ammoniac thì mình sẽ chia hiệu suất. Thế còn câu số 12 này thì cô đang chữa cho chúng ta là bài toán thuận, đúng không nhỉ? Rồi, bây giờ đến câu số 13 nào các em ơi, câu số 13. Thì câu số 13 này các em nhé, câu số 13 này chính là bài tập liên quan đến cho P2O5 phản ứng với dung dịch kiềm. Thì cái dạng bài toán mà cho P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm ấy thì làm sao nó tương tự như là cái bài toán cho CO2, SO2 là H2S tác dụng với dung dịch kiềm đúng không? Và cái bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm thì sang chương sau mình học. Thế còn bài toán mà SO2 hay là H2S tác dụng với dung dịch kiềm thì mình học từ lớp 10 rồi đúng không? Vậy câu số 13 này làm tương tự. Thì các em ra đáp án ở đây là gì? Câu 13 nào các em ơi? Câu 13 nào. Câu 13 các em ơi. Nguyễn Ngọc Linh Chi, Hoàng Mạnh chọn A. Chào Nguyễn Sinh Hùng nha. Bây giờ mới thấy Sinh Hùng chọn D, nghị sĩ chọn A. Sinh Hùng ơi, cái dạng câu số 13 này thì nó giống như cái bài toán H2S, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm mà mình học lớp 10 ấy Sinh Hùng nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chữa câu số 13 này. Thì bài toán mà cho P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm ấy thì để đơn giản nhá. Chúng ta sẽ chuyển cái P2O5 này về H3PO4, được chưa? Thì các em chú ý mối liên hệ đó là số mol của H3PO4 thì chính là bằng 2 lần số mol của P2O5. Ở đây số mol mình tính ra xem là bao nhiêu nào. Tính số mol ra đã. 7,1 chia cho rồi, 142 thế là 0,05. Như vậy số mol H3P4 ở đây chính là 0,1. Thế còn bạn nào mà vẫn chưa hiểu cái cơ sở của cái sự đưa về axit ấy thì các em chú ý nhá, đó là P2O5 mà phản ứng với nước thì sẽ thu được axit phosphoric đúng không? Rồi Thùy Trang chọn A. Rồi. Thế thì ở đây cân bằng thì sẽ là thêm 3 vào đây và 2 vào đây, được chưa? Nghị sĩ điền số điện tích, rồi điền số điện tích đấy là trong trường hợp mà mình đi thi trắc nghiệm đúng không? Thế còn bởi vì là có nhiều bạn hay là nhiều trường thì kiểm tra 45 phút giữa kỳ thì vẫn là có cả trắc nghiệm lẫn tự luận đúng không? Vậy thì cô sẽ chữa theo cái hướng mà để tự luận chúng ta vẫn có thể làm được đúng không nhỉ? Thì các em chú ý nhá, sau khi mình tính được ra số mol axit rồi, chúng ta thấy ở đây là số mol kiềm cũng cho này, mình tính được là 0,15. Thì mình sẽ đi xét tỷ lệ là đặt T bằng số mol của OH trừ chia cho số mol của axit. Đó. Thì chúng ta thấy ở đây là gì? 0,15 chia 0,1 là bằng 1,5. Đó, thì các em lại nhớ tiếp như sau này. Trường hợp mà cho P2O5 vào dung dịch kiềm ấy
thì sẽ có thể xảy ra các trường hợp đó là mình sẽ thu được muối dihydro phosphat này, hoặc là muối hydro phosphat này đấy, hoặc là hỗn hợp hai muối này, hoặc là mình sẽ thu được muối phosphat trung hòa, hoặc là hỗn hợp hydro phosphat và phosphat trung hòa đấy. Thì các bạn lại nhớ tiếp cái mốc đó là 1, 2 và 3. Nếu như trong trường hợp cái tỷ lệ này nhá, nếu như trong trường hợp cái tỷ lệ T này nó ra bằng 1 thì chúng ta sẽ thu được một cái muối dihydro phosphat này thôi, đang nói cho trường hợp tổng quát nhá. Nếu như mà T ra bằng 2 thì chúng ta sẽ thu được một muối là hydro phosphat. Nếu như trong trường hợp T ra bằng 3 thì chúng ta chỉ thu được một muối là phosphat trung hòa. Thế trong trường hợp mà T nhỏ hơn 1 thì chúng ta sẽ thu được T nhỏ hơn 1 nhá. Thì mình sẽ thu được cái muối liền kề đây, dihydro phosphat và P2O5 dư. Trong trường hợp mà T lớn hơn 1, nhỏ hơn 2, chúng ta sẽ thu được hai muối ở hai đầu mút này. Trong trường hợp T lớn hơn 2, nhỏ hơn 3, mình cũng thu được hai muối ở hai đầu mút này. Được chưa? Thế còn trong trường hợp T lớn hơn hẳn 3 thì mình sẽ thu được cái muối ở đầu mút này kèm theo OH trừ dư. Thế bây giờ các em nhìn này, nhìn vào đây mình thấy là T bằng 1,5. 1,5 thì nó ở giữa 1 và 2. Vậy thì mình sẽ thu được hai muối là dihydro phosphat và hydro phosphat. Vậy thì thấy ngay trường hợp nào là thu được dihydro phosphat và hydro phosphat? À, chỉ có A thôi đúng không? Đây chính là kali dihydro phosphat. Đây, nhìn chưa? Đấy. Và kali hydro phosphat. Đây, được chưa? Đó. Hình dung ra câu số 13 chưa? Rồi, nghị sĩ dạng bài kiểu này học kỳ 2 lớp 10 em làm sai đề. Đấy, thì lớp 10 thì mình đã từng gặp đó là bài toán cho H2S hay là SO2 và dung dịch kiềm đấy, đúng không? Đó. Thế còn ở lớp 12 thì mình sẽ, ở lớp 11 thì mình sẽ gặp là cho P2O5 hay là H3P4 phản ứng với dung dịch kiềm. Và ở chương 3 lớp 11 hay là ở kỳ 2 của lớp 12 thì mình lại gặp tiếp bài toán là CO2 tác dụng với dung dịch kiềm, đúng không nhỉ? Rồi bây giờ đến câu số 14 nào. Bây giờ thì các bạn hãy vận dụng triệt để kỹ năng bảo toàn E để xác định kim loại nào. Câu số 14. Rồi nghị sĩ bây giờ gặp cái dạng này thì ngon nghẻ rồi đúng không? Câu 14 nào các em ơi, câu số 14. Nào câu số 14 nào, cô đã thấy nghị sĩ đoán A. Hoàng Mạnh chọn B, ra trường chọn B. Rồi. Vậy chúng ta sẽ xem là đáp án ở đây là gì nhá. Câu này bây giờ làm thành thạo chưa? Thành thạo chưa nhỉ? Thì các em chú ý này, bảo toàn E đúng không? Ở đây chỉ có một kim loại là M thôi. Và khí sinh ra là NO là sản phẩm khử duy nhất, mình tính được số mol là 0,2. Đúng không? Làm quen rồi, bảo toàn E. Bảo toàn E có như sau: số mol kim loại nhân với hóa trị chính là bằng số mol của sản phẩm khử nhân với số E trao đổi. Đúng không? Nhớ nha. Rồi cô thấy ở đây rất nhiều bạn comment là B luôn. Có vẻ như là B rồi đấy nhở. Bây giờ mình thay vào thôi nhá.
Số mol kim loại 19,2. Chia nguyên tử khối là m đúng không? Hóa trị đặt là n đi. Số mol NO là 0,2, e trao đổi đây là gì? Là 3. Vậy có phải là m bằng 19,2 chia 0,6 32n. M bằng 32n thì có phải là n bằng 2, m bằng 64 không? Kim loại là đồng. Đó, đây là trong trường hợp làm trắc nghiệm đúng không? Comment được luôn. Đáp án B. Thế còn trong trường hợp mà là làm tự luận nhá, thì lưu ý với các em này, nếu như mà ủa, nghị sĩ 64 em được, tưởng là sắt 64 là đồng nha, Cu nha. Thế còn nếu như mà làm tự luận ấy thì một là các em viết phương trình, hai là các em bảo toàn E. Thế khi mà làm tự luận mà bảo toàn E thì lưu ý nhá, nếu như mà làm tự luận thì các em phải viết các quá trình ra. Viết các quá trình ra. Cụ thể này. M0 sang M dương N đúng không? Nhường đi N electron. Số mol ở đây là 19,2 trên M thì số mol E nhường đây là N nhân 19,2 trên M, được chưa? Viết tiếp quá trình gì? Quá trình nhận electron nitơ dương 5 sang nitơ dương 2 nhận vào 3 electron. Số mol nitơ dương 2 là 0,2 thì số mol E nhận là 0,6. Sau đó bảo toàn E, có tổng số mol E nhường bằng tổng số mol E nhận. Đó. Và sau đó chúng ta đưa về tương tự như thế này thôi. Được chưa? Như vậy là mình đã chữa xong câu số 14 nha. Bây giờ đến câu số 15 nào. Bạn nào mà thắc mắc gì là phải comment ngay nhé. Không có comment gì là cô cứ đinh ninh là các bạn đã nắm chắc rồi đó nha. Câu số 15 nào. Câu số 15 xem đáp án ở đây là gì nào. Thì câu số 15 này á, thì cô đã từng chữa một lần cho chúng ta ở ngoài fanpage rồi đúng không? Nhưng mà không biết là bây giờ các bạn còn nhớ hay không nữa. Comment đi xem nào. Câu số 15. Nào câu số 15. Nào comment nào. Ra trường 14, 15 tủ. Trời ơi. Đúng rồi, câu này lập hệ nha. Ra trường Hoàng Mạnh nghị sĩ chọn B. Rồi, câu này thì đúng là lập hệ phương trình này. Sao phải tủ cơ chứ trời ơi. Vậy mình cùng chữa nha. Chữa nha. Thế thì sẽ phân tích theo cả cái hướng mà làm trắc nghiệm và làm tự luận này. Một bên là làm tự luận trước nha. Giả sử đi thi mà gặp câu này theo hướng tự luận, bởi vì là các bạn chụp cho cô là theo hướng tự luận và cô đã thêm 3 đáp án, 4 đáp án vào. Thì các em chú ý này, chúng ta sẽ gọi số mol của nhôm. Đây, giả sử là tự luận này. Thì đầu tiên là chúng ta phải đi gọi nhôm sắt có số mol lần lượt là x và y đúng không? Vậy thì ở đây theo khối lượng mình có khối lượng của hỗn hợp là bằng 11 gram. Vậy suy ra là 27x cộng với 56y bằng 11 đúng không? Là phương trình đầu tiên rồi. À rồi, ra trường mấy dạng này thì là dễ với em đúng không? Thế còn ở đây thì các bạn có thể viết phương trình hóa học ra, viết hai phương trình nhôm phản ứng với axit nitric thu được NO và sắt phản ứng với axit nitric thu được NO, hoặc là chúng ta bảo toàn E.
Thế nếu như mà bảo toàn E thì các em lưu ý nhé, làm tự luận là mình phải viết hết tất cả các quá trình ra. Thì mình sẽ viết như sau này, theo bài ra ta có các quá trình nhá. Viết phương trình hóa học thì bạn nào cũng làm được rồi đúng không? Thế bảo toàn E thì lưu ý nhá, mình phải viết đầy đủ các quá trình ra. Trước tiên là quá trình nhường E, nhôm 0 sang nhôm dương 3, nhường đi 3 electron. Số mol nhôm đặt là x thì số mol E nhường ở đây là 3x. Sắt 0 sang sắt dương 3 nhường đi 3 electron. À sắt là y thì đây là gì? Nhường đi 3 y mol. Nitơ dương 5 sang nitơ dương 2 nhận vào 3 electron. Số mol nitơ dương 2 là 0,3 thì số mol E nhận là 0,9. Đấy, mà có tổng số mol E nhường bằng tổng số mol E nhận thì có phải là 3x cộng 3y bằng 0,9 không? Đến đây, từ 1 và 2 giải hệ phương trình ra x và y đúng không? Cô chào Mỹ Trâm nha. Đó, vậy bây giờ chúng ta sẽ giải hệ ra xem là bao nhiêu nhá. 11x cộng với 56y. À cô xin lỗi nhá, 27x cộng với 56y bằng 11. X cộng y bằng 0,3 đúng không? Vậy chúng ta giải ra là x bằng 0,2 và y là bằng 0,1. Vậy khối lượng của nhôm và sắt tương ứng là 5,4 và 5,6 gam. Đúng không? 5,4 và 5,6 gam. Rồi. Thế cách 2 là đi thi trắc nghiệm nhá. Thi trắc nghiệm thì lưu ý này, giả sử số mol của nhôm và sắt ở trong đầu hoặc là ghi luôn vào đề đây, x đây là y, sau đó là lập hệ luôn theo khối lượng 27x cộng 56y bằng 11. Tiếp theo bảo toàn E thì sau này mà làm quen rồi thì các bạn bảo toàn E luôn trong đầu ấy, kim loại phản ứng với axit nitric suy ra NO là sản phẩm khử duy nhất ấy, thì chúng ta nhẩm ra phương trình rất là nhanh này. Cứ lấy số mol nhân hóa trị kim loại thì là x nhân 3 cộng với y nhân 3 này. Bởi vì là NO3 dư à H2O3 dư thì sắt sẽ lên sắt dương 3 đúng không? Thu được số mol sản phẩm khử đây là 0,3 nhân số E trao đổi là 3 luôn. Đấy, thế thì chúng ta cũng giải hệ ra x là 0,2 và y là 0,1. Thì các em nhớ nhá, nhớ số E trao đổi này. Chú ý này. NO2 E trao đổi là 1 đúng không? NO là 3, N2O là 8, NH4, NO3 E trao đổi cũng là 8 và nitơ thì E trao đổi là 10. Đấy, nhớ cái này. Nhớ cái này thì không những là làm tốt các bài tập liên quan đến kim loại hay là hợp chất có tính khử phản ứng với axit nitric mà mình còn làm tốt bài tập xác định sản phẩm khử. Cái bài tập xác định sản phẩm khử cũng là cái bài tập trọng tâm của cái chương 2 đúng không? Rồi câu số 16, câu số 16 này từng chữa một lần rồi. Tuy nhiên thì nó ở trong cái đề cương mà bạn Trâm gửi cho cô, có nghĩa là cô sẽ cho vào đây để chữa lại một lần nữa cho một số bạn mà có gửi cho cô, được chưa? Đấy, câu này thì mặc dù là cô Huyền đã chữa một lần rồi, nhưng mà vẫn có bạn inbox nhờ cô là giải. Đó, mấy bạn liền ấy gửi đúng câu này luôn. Tức là câu này có trong đề cương ôn tập của rất nhiều trường, đúng không? Câu 16 nào các em ơi. Câu 16. Mười sáu nào. Rồi tuần này thì có rất nhiều bạn ôn thi học ôn thi giữa kỳ lên, chúng ta sẽ chữa nhanh một xíu nha, để cho các em còn đi ôn tập này.
Câu 16 sử dụng bảo toàn điện tích. Rồi. Thế thì các em cùng phân tích nha, dung dịch X chứa Na cộng 0,07 mol. SO4 2 trừ 0,02 mol. Đấy, bạn nào trong group kín lớp cô Huyền và X mol OH trừ thì các bạn ấy sẽ biết ngay là bài này cô đã chữa cho các bạn rồi. OH trừ X mol này. Thế thì dựa vào cái dung dịch X này có 3 ion đã biết số mol của 2 ion rồi. Đấy, ra trường comment luôn bởi vì nó vừa chữa ngày hôm trước xong. Vậy từ đây chúng ta dễ dàng suy được ra X bằng việc là bảo toàn điện tích, đúng không? Bảo toàn điện X, bảo toàn điện tích thì tổng số mol điện tích dương bằng tổng số mol điện tích âm. Vậy 0,07 bằng 0,02 nhân 2 cộng X, đúng không? Suy ra X bằng 0,03 mol. Rồi, 2 đúng không cô? 2 thì phạt nhá. Câu này pH không phải bằng 2. Vì hôm trước cô mới chữa cho các bạn ở trong group kín câu này xong. Thì hôm nay like ngoài fanpage sẽ có bạn inbox hỏi lên cô lại like chữa luôn. Ở đây pH bằng 1 nhá, giống như ra trường vừa comment ấy, pH bằng 1. Bây giờ mình xét tiếp dung dịch Y này. Dung dịch Y thì có các ion ClO4- NO3- và H+. Thì ở đây H+ là Y mol. Đề bài cho tổng số mol ClO4- và NO3- là 0,04. Vậy có phải là bảo toàn điện tích thì chúng ta sẽ có tổng số mol điện tích dương là Y bằng tổng số mol điện tích âm là ClO4- cộng với số mol của NO3-. Vậy là 0,04, đúng không? Rồi pH bằng 1, đúng rồi. Vậy khi mà cho dung dịch X vào dung dịch Y ấy, thì mình chỉ có một phản ứng, đó là H cộng kết hợp với OH trừ để được nước. H cộng số mol là 0,04, OH trừ là 0,03. Chú ý đây là mol nhá. Vậy thì chúng ta xác định được H cộng dư ở đây là 0,01 mol. Bạn nào mà làm ra pH bằng 2 ấy, bởi vì các bạn lấy luôn cái này để tính pH. Nhưng các em ơi, đây là số mol, mà tính pH là mình dựa vào nồng độ cơ mà. pH bằng trừ logarit nồng độ H cộng. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có nồng độ H cộng dư được tính bằng số mol là 0,01 chia thể tích. Thể tích. Ủa? Mình quên mình không có thể tích rồi. Đợi cô đi kiểm tra lại tin nhắn của bạn gửi cô là thể tích là bao nhiêu milit vậy. À, trộn X và Y được 100ml dung dịch Z. Thiếu mất 100ml dung dịch Z. Đây. Đề thanh niên gửi cô 100ml dung dịch Z. Già cả đánh máy lại, thiếu mất số 100. Trời ơi, thiếu 100 phát là nó đi đến một cái lời xa lắc xa lơ luôn. Thiếu 100ml nhá. Vậy 0,1. Vậy đây là nồng độ H cộng bằng 0,1. Nồng độ H cộng bằng 0,1 thì suy ra pH bằng 1, đúng không? pH bằng 1. Ủa mà sao cái đề này là có trong đề cương của các bạn hay sao mà cô không có cho thể tích mà các bạn cũng ra pH bằng 1 với bằng 2 vậy? Rồi. pH bằng 1 nha. Câu số 17. Câu số 17 nào. Mấy bạn đang mở bài của Trâm phải không? Bài của một bạn nào đấy. Và rất nhiều bạn gửi cô chứ không phải là bạn Trâm nha. Không phải là bạn Trâm mà rất nhiều bạn gửi cô. Lên cô mới trích vào đây. Trời ơi, chúng nó đang cãi nhau kìa. Rồi câu số 17. Nung 4,46 gam hỗn hợp X gồm các kim loại sắt, nhôm, kẽm,
Maze. Được chưa? Có nhiều bạn gửi cô những câu này lắm. Khá khá luôn á. Lát cô show cho xem. Rất nhiều bạn chụp gửi cô. Nào. Nung 4,46 gam hỗn hợp X gồm các kim loại sắt, nhôm, kẽm, magie trong oxy. Sau một thời gian thu được 5,42 gam hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y và dung dịch axit nitric 2M dư thu được 1,344 lít NO. Sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn tính thể tích của HNO3 đã dùng. Biết dư 20% so với lượng phản ứng. Đấy, tự chung lại là khoanh vào cái dư 20% này này. Và chú ý là tính thể tích đã dùng. Đấy là từ khóa quan trọng. Bởi vì nhiều bạn quên mất không tính lượng dư mà chỉ tính ra số mol HNO3 phản ứng thôi. Vậy thì chúng ta cũng không được điểm tối đa rồi. Nào câu số 17 nào các em ơi. Câu 17. Câu 17 nào các em? 17 nào? Thế thì câu số 17 nhá. Cách 1. Đề thi mà làm theo hướng trắc nghiệm ấy. Trắc nghiệm. Thì nhớ luôn công thức là số mol HNO3 phản ứng thay luôn vào chính là bằng 4 lần số mol NO cộng với 2 lần số mol oxy có trong Y. Mà số mol NO đây 0,06. 4 nhân 0,06 cộng tiếp với 2 lần số mol oxy trong Y thì chính là bảo toàn khối lượng. Mình sẽ ra được số mol của oxy phản ứng tạo ra oxit đúng không? Chính là bằng 2 lần số mol oxy phản ứng. Đấy, hay thay vào 4 nhân 0,06 cộng với 2 nhân với 5,42 trừ 4,46 chia 2. À, chia 32. Đó. Vậy ra luôn số mol HNO3 phản ứng. Đóng mở ngoặc vào. À, đây là số mol oxy, vậy thì ở đây sẽ phải là gì? 4 lần số mol oxy phản ứng đúng không? 4 lần nhá, vậy là 0,36 đúng không? Có lộn nhá, ở đây số mol oxy trong Y thì bằng 2 lần số mol oxy phản ứng. Vậy ở đây có 2 ở đây thì sẽ là 4 vào đây được chưa? Vậy thì số mol HNO3 dùng chính là bằng số mol HNO3 phản ứng cộng với số mol HNO3 dư. Phản ứng là 0,36 dư 20% 0,36 nhân 0,2 xem là bằng bao nhiêu. Không phẩy bốn ba hai mon. Vậy suy ra VH3 đã dùng chính là bằng số mon là 0,432 mà chia cho nồng độ là 2 đúng không? 0,216 lít. 216 ml đúng không? Đây là làm theo hướng trắc nghiệm. Đúng không? Thế còn bây giờ nhá, giả sử làm tự luận thì sao? Bởi vì đề này các bạn gửi cho cô là đề tự luận đúng không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ chữa chi tiết cách số 1 này nhá. Mình sẽ chữa chi tiết cách số 1 này. Và chữa chi tiết cách số 1 này thì để các em biết là tại sao chúng ta lại có cái công thức này nha. Bây giờ cô sẽ chữa chi tiết cái cách số 1 này để cho các em thấy rằng là tại sao mình lại có cái công thức này. Ok chưa? Không thấy đứa nào bảo sao. Rồi, vậy cô sẽ chữa nha. Để có cái công thức mà cô áp dụng
Như thế này thì cô đã bảo toàn e nhé các em. Đây, cụ thể như sau này. Để các em dễ hình dung thì cô sẽ tóm tắt bài toán dưới dạng sơ đồ. Hỗn hợp X gồm có 4,46 gam sắt, nhôm, kẽm, magie, đúng không? Phản ứng với oxy thu được hỗn hợp Y 5,42 gam. Cho Y vào HNO3 thu được 0,06 mol NO, đúng không? Và HNO3 dư 20%. Và đề bài hỏi khối lượng HNO3 đã dùng. Vậy bây giờ có cái sơ đồ này rồi thì cô sẽ không cần cái đề ở đây nữa nhá. Thì để giải bài tập theo cái hướng bảo toàn E, bước 1 tóm tắt bài toán thành sơ đồ, bước 2 xác định các quá trình nhường E, nhận E. Vậy bây giờ nhá, mình sẽ có các quá trình. Trước tiên là quá trình nhường E này. Sắt không đúng không? HNO3 dư thì phần dung dịch chắc chắn là sẽ có Fe3 cộng đúng không? Axit dư thì sẽ lên sắt dương 3 rồi đúng không? Nhôm không lên nhôm dương 3. Đấy, hay dung dịch sẽ ghi là Al3 cộng đi cho các em dễ hình dung. Kẽm sau phản ứng sẽ thu được Zn2 cộng và magie thì sẽ thu được muối chứa cation magie Mg2 cộng đúng không? Thế thì bây giờ mình sẽ có các quá trình này, sắt từ 0 sang sắt dương 3 nhường đi 3 electron để phân tích ra nha. Nếu như cô đặt số mol sắt là x thì đây là 3x0. Nhôm 0 sang nhôm dương 3 nhường đi 3 electron, nếu đây là y thì đây là 3y đúng không? Kẽm 0 sang kẽm dương 2 nhường đi 2 electron, nếu đây là z thì đây sẽ là 2z mol đúng không? Và một quá trình nữa là gì? Magie 0 sang magie dương 2 nhường đi 2 electron. Hay là nếu như mà đây cô đặt là T thì đây sẽ là 2T đúng không? Thế quá trình nhận E thì mình sẽ có như sau này. Oxy ở đây 0, sau được oxy trừ 2. Thế thì chú ý nhé, khối lượng oxy ở đây mình tính được chính là gì? 5,42 trừ đi 4,46 bằng bảo toán khối lượng. Đây, đây chính là khối lượng của oxy, bảo toàn khối lượng. Vậy thì các em ơi, 5,42 mà trừ đi 4,46 thì đây là bao nhiêu? 0,96 chia 32 thì mình được số mol oxy ở đây là 0,03 nhá, 0,03 mol. Thì mình sẽ có quá trình nhận E ở đây là gì? Viết sát vào đây để tí các em sẽ có cái khúc này để mình phân tích nhá. Vậy là oxy 0 sang O trừ 2, đây là 2O trừ 2 thì quá trình này nhận vào 4E. Số mol đấy là 0,03 thì số mol E nhận đây là 0,12, đúng không? Tiếp theo là gì? Nitơ dương 5 sang nitơ dương 2 thì nhận vào 3 electron. Nitơ dương 2 là 0,06 thì số mol E nhận là 0,18, đúng không? Mà tổng số mol E nhường bằng tổng số mol E nhận thì có phải là bảo toàn E? Chúng ta có tổng số mol E nhường ở đây là 3X cộng 3Y cộng 2Z cộng 2T bằng tổng số mol E nhận là 0,12 cộng 0,18. 0,12 cộng 0,18, 0,12 cộng 0,18 bằng 0,3 mol, được chưa? Đấy. Thế bây giờ nhá, khi có đến đây rồi thì các em chú ý này, ngăn ra để các em dễ nhìn nhá. Đó là chúng ta bảo toàn nitơ. Bảo toàn nitơ thì mình sẽ có là số mol HNO3 phản ứng ấy, nó chính là bằng số mol nitơ trong muối cộng với số mol nitơ có trong NO, được chưa? Bởi vì ở đây các em chú ý nhá, NO là sản phẩm khử duy nhất để cho rồi đúng không? NO là sản phẩm khử duy nhất đây. Đấy, cô sẽ phân tích cho chúng ta biết là tại sao mình lại có cái công thức này,
Thế còn ở trong lớp VIP ấy, thì trên cái khóa trên website cô quay bảng, cô đã phân tích kỹ cho chúng ta các công thức mình có để áp dụng khi giải rồi đấy, không biết là đây các bạn đã xem chưa? Đấy. Thế thì số monitor trong muối thì chính được xác định bằng cái gì? Bằng tổng số mol E nhường. Đúng không? Số monitor trong muối chính là 3x cộng 3y cộng 2z cộng 2t đấy, đúng chưa? Cộng với số mol NO. Vậy tổng số mol E nhường 0,3 cộng số mol NO 0,06, vậy chính là bằng 0,36 chưa? Vậy số mol H2O3 phản ứng có tương tự như ở câu này chưa? Như ở cách 1 chưa? Mà axit nitric dư 20% đúng không? Vậy thì số mol H2O3 dùng chính là bằng lượng phản ứng là 0,36 cộng lượng dư 0,36 nhân 0,2. Dư 20% mà đây chính là lượng dư nhá. Vậy là 0,432 mol. Đấy, suy ra V ở đây 0,432 chia 2 0,216 lít. Đó. Thế nhiều bạn bây giờ mới bảo là cô ơi, thế bây giờ tại sao mình lại có cái công thức này? Thì các em nhìn vào đây. Đây nhá. Nguyên cái 3x cộng 3y cộng 2z cộng 2t ở đây nó chính là bằng số mol E nhường chưa? Và tiếp các em nhìn vào đây nhá. Hai lần số mol O trừ 2 ở đây. Thì nếu như có phải là cô đặt số mol O trừ 2 ở đây bằng A để nháp ra nhá. Thì có phải là số mol E nhận ở đây tính theo O trừ 2 này thì có phải là chính là bằng 2A chưa? Đúng không? Vậy thì thay vào đây thì có phải là chính là bằng 4 lần số mol NO cộng với 2 lần số mol oxy ở trong oxit chưa? Ok chưa? Ngon nghẻ chưa? Ra trường sao có 0,2 vậy cô? Ủa 20% đó em. 0,2 này chính là 20% á. Thay vì cô ghi là 0,36 nhân 20 chia 100 thì cô ghi luôn là 0,2 á. Ra trường ơi, cô ghi luôn là 0,2 á. Được chưa? Ok chưa? Ok, câu chốt. Rồi câu chốt lại khàn tiếng quá rồi, thôi cô sẽ hướng dẫn cái câu chốt nha. Để các em tự làm. Mất giọng rồi, giữ sức để tuần này còn live tiếp, chiến tiếp cho chúng ta. Thế thì câu số 18 cô Huyền gợi ý cho các bạn để về nhà tự làm này. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A gồm 0,2 mol Fe, 0,3 mol Cu đúng không? Bằng một lượng là axit sulfuric đặc và axit nitric đặc nóng. Sau một thời gian thu được dung dịch X, trong đó số oxy hóa của Fe và Cu là cao nhất. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ xác định được số oxy hóa của Fe ở đây là dương 3 đúng không? Số oxy hóa của Cu ở đây là dương 2 đúng chưa? Và có SO42 trừ, có thể có NO3 trừ. Đấy, đúng không các em? Được chưa?
Cho cái X này tác dụng với bari hydroxit. Thì ở đây chúng ta sẽ xác định được kết tủa 93,2 gam. Và các em có xác định được kết tủa ở đây không? Xác định được kết tủa ở đây không? Thế lưu ý nhá, kết tủa ở đây mình sẽ xác định được. Rồi, cảm ơn bạn là Bích nha. Kết tủa ở đây mình xác định được đúng không? Cho bari hydroxit vào, sắt ba hydroxit. Đồng hai hydroxit và một anh nữa là bari sunfat đúng không? Còn kết tủa nào nữa? Liệt kê ra đây cô xem nào. Thế các em nhìn nhá. Bảo toàn nguyên tố sắt này đây là 0,2 này thì suy ra đây đây 0,2 đúng không? Anh này 0,3 thì tiếp ra đây anh này cũng là 0,3 đúng không? Đúng không? Kết tủa có 93,2 gam. Đúng không? Vậy thì chúng ta bảo toàn sắt thì xác định được sắt 3 hydroxit đấy 0,2 rồi. Đồng 2 hydroxit ở đây 0,3 rồi. Cái này có xác định được không? Bari hydroxit dư thì số mol, à khối lượng của bari sunfat xác định được đúng không? Bari hydroxit dư thì toàn bộ cái L42 trừ đấy sẽ hết. Vậy sau khi có số mol bari sunfat rồi, tìm ra được số mol của S42 trừ chưa? Tìm ra được đúng không? Đề ở đây chỉ cho chúng ta các dữ kiện này thôi. Và axit nitric đặc nóng, axit sulfuric đặc nóng thì mình có thể bỏ qua luôn cái trường hợp là có NH4 cộng ở đây. Đúng không các em? Vậy bây giờ các em nhìn nhá. NO3 trừ này bây giờ dễ dàng tính được không? Tính được. Vậy thì xác định được M không? Xác định được rồi, đúng không? Rồi, như vậy là cô Huyền đã gợi ý cho các bạn xong câu số 18 nhá. Ok chưa? Rồi, buổi học của chúng ta tạm dừng tại đây nha. Bởi vì là hôm nay cô Huyền cũng hơi mất tiếng rồi. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Rồi. Và buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô Huyền xin chào các em và hẹn gặp lại các em trong buổi học lần sau nha. Nhớ là thứ hai hàng tuần cô Huyền có like ngoài fanpage đó nha. Rồi, xin chào các em.